nay đi một chuyến Phan Thiết về hơi tối nha. Đó, đi một chuyến Phan Thiết về hơi tối, bọn nó đói, mỗi đứa nó nằm mỗi nơi tới giờ. Này là đi Phan Thiết nha. Mình đi Phan Thiết đi hơi chiều quá cho nên đi về lại nó tối. Cũng giờ này cũng 7-8 giờ rồi. Mình hay đi về ban đêm lắm mọi người. 7-8 giờ rồi, mọi người thấy nó nè. Nó đói nó nằm dễ thương nha. Ấy con bé này bữa nó bị trúng độc mà nó trúng thuốc này bây giờ nó lành rồi nha. Giờ rất là mạnh, cưng lắm luôn. Chưa đây à. Chưa đây mà coi. Đói không? Ba. Ba. Xíu chưa? Chút để chờ xíu nấu cho ăn nha. Sao nằm trong cái kẹt đó cứ ngắt vậy? Vô đây ấm hay sao? Chưa ra đây. Một đứa đó. Coi đâu hết trơn rồi, đây đây là một đứa con này nó nằm thế vậy đấy, còn bên này hai đứa. Bà này bà nằm giống như xỉu vậy. Nằm rất hay cân nha, mắt đôi rất độ ghê gớm. Còn con kia nó nằm dưới kia đấy, mấy con kia nó chui đấy. Dưới cái ấy nó có một con dưới này, mỗi đứa nó nằm mỗi góc nha. Bây giờ mình chút nữa mình sẽ tranh thủ mình nấu đồ cho bọn nó ăn ngay, bỏ lên cái bếp thì nấu cháo đi, lấy cháo gì kiểu cho nó ăn. Đứa nào nó mọc vui rồi đó. Còn bà này nó nằm tiếp rồi. Giang ơi. Dạ. Dậy Giang ơi. Dậy ơi. Mau. Kêu nó dậy để nấu đồ cho ăn. Ở nhà không sao, cái này nói đói thì cũng không đói mọi người. Ở nhà thì có cho mẹ nuôi mà. Cho mẹ nuôi, cho mẹ cho ăn ấy. Cho nó ăn nha, cho mẹ cho nó ăn. Đây trước khi đi á, chút nữa mình sẽ đổ cái này nè, cái này là dưới cái võng nha. Đây, còn mấy em này nó nằm kìa. Bả nằm kìa, nó nằm thiếu chưa? Đây, nằm chờ đợi cái gì đó không biết. Đó, video đó, để mình quay cho mọi người xem. Trước khi mình đi Phan Thiết là mình cho bọn nó một cái chậu nước nè. Đây, chậu nước đầy, hai thau cơm. Hai tô cơm này là mình làm hồi 1 giờ buổi trưa đó, gần trưa trưa đó. Đấy. Đấy, bây giờ nó cũng gần hết rồi nhưng mà có lẽ giờ này nó muốn tiêu rồi, mình sẽ đổ nó đi nha, mình sẽ đổ cho nó đi, mình sẽ đổ nó để mình lấy cái này ra. Chứ để bọn nó ăn vô đau bụng, mình không cho nó ăn đồ ăn quá mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ nằm la liệt tếu à. Đây. Là mẹ nó cho nó bú no cho nên nó nằm nó ngủ luôn á. Còn mẹ nó thì lúc nào cũng có đồ ăn sẵn đây, mẹ nó ăn vô thì bồi dưỡng thôi. Về nhìn đứa nào đứa nó cưng chưa, quá cưng luôn nha. Để xem bà già mới nằm kìa, nằm nó kiểu gì trời. Ơi vậy hả, ra đây biểu rồi, đừng có chọc nó. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, đừng nắm luôn nha. Đi đi, ra đây, ra đây, để coi thằng này kìa, để coi thằng già nó ngủ. Con già này với con trắng kia nó khoái nằm trong cái góc này lắm, lúc nào nó nằm đây nó đưa hai chân lên trời vậy đó, nhìn thương chưa. Để xem nó nằm, nó nằm mơ thấy cái gì không. Có bữa nó nằm tiếu lắm, nó hực 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 hực, xong bắt đầu cái nó giật mình nó ngồi dậy, mình thấy nó rất là tắc cười luôn nha. Để mình xem. Vàng ơi, vàng cục vàng ơi, ngủ dữ vậy hả? Ngủ dữ à, kể coi, ngủ dữ à. Cái tay này nữa, làm gì ngủ gì chết vậy trời. Dậy
kéo 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 nó ngủ mê nha, ngủ quá dữ dằn luôn. Để xem coi, để coi mau gái. Trời ơi, nằm gì mà ngủ dữ vậy, người ta vô người ta ăn trộm hết nhà rồi mà còn chưa dậy nữa. Em á, ủa nhìn bắn cưng vậy, trời ơi nó ngủ rồi. Lại tiếp tục nằm ngủ tiếp, nằm ngủ mà người ta vô trộm hết nhà không biết luôn. Ở nhà dưới nhà kiểu này chắc chết quá. Cái bà trắng kia bà cũng vậy kìa, mình xem nó ngủ cái phong cách mới này thì mình kéo nó thử coi. Nên ra 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 nhìn chân à. Bất chấp, gọi là nằm ngủ bất chấp nha. Bà cưng quá luôn. Thôi chút nữa sẽ đi nấu rồi cho ăn nha. Rồi cái gì nằm mềm sủi vậy trời ơi. Mở mắt đi anh. Ngủ gì mà ngủ dữ rồi, ở nhà bảo giữ nhà mà ngủ nhà giữ nhà chỗ này chắc chết rồi. Người ta vô khiên đồ đi hết trơn rồi. Ở cái tay của tôi ấy nha, tưởng cái gì đem bố đi. Bà kia bỏ cạp luôn á. À, chết thằng nhỏ mày á, tại vì mày lòng nó ngã. Ấy cưng chưa, rồi vậy xong rồi giỡn nha. Cái lứa tuổi này, lứa tuổi ăn lứa tuổi ngủ nhìn nó cưng lắm luôn. Nó ăn xong nó lại dậy, chọc nó dậy xong nó quậy nè, nó ra nó quậy mình luôn á. Rất là phá luôn nha. Để xem coi. Ê làm cái gì á, cái con chó đen chơi kỳ. Đó, thấy không? Mọi người thấy giống giả đò chưa? Hồi nãy mới nằm ngủ rồi giờ bắt đầu dậy cái lăn qua lăn lại nè, biểu diễn nè, này kia. Đấy, cái này đã no. Con kia mà chơi chơi kỳ mà cắn cái đầu nhỏ thôi chứ mày. Ừ. Giỡn này bị quá hớp nha. Cái răng nó bây giờ nó bén lắm mọi người. Cái răng rất là bén nha, cắn rất là đau. Mấy bữa đó mình đứng nó ra cắn vô ống quần mình, nó cắn cào 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 mà cắn vô thịt mình rất là đau nha. Cái răng cỡ này nó rất là bén đó. Bây giờ giỡn rồi đó, quá quậy mà. Mình xem hồi nãy nó nằm ngủ giống như giả chết vậy đó. Đó, bây giờ giỡn nhau rất là dữ dằn nha. Con già này con của Sam, hai con kia là con của Bông nha. Anh em nào có theo dõi kênh của mình sẽ biết ngay. Con có Bông á, hồi nhỏ nó đen thùi lùi, bây giờ lớn lên cái màu nó không đen nữa, nó màu xám xám hay sao nha. Còn con già này con có Bông nha, nó nhỏ mà nó không thua người ta đâu nha. Người ta nói nó nhỏ mà nó có vỏ đó, nó không sợ mấy con này đâu. Để vô ỷ to xác hàng hiếp mà, để xem coi khoa bật keo coi. Để xem bật keo coi, nó nhỏ nhưng mà nó dữ dằn lắm nha, nó không sợ đâu. Quá vậy rồi. Để mọi người xem nào. Đấy, nhỏ, quất đâu, quất luôn đi nhỏ. Ừ, quất đi. Thằng kia nó to quá, lấy xác nó đè người rồi. Đi coi, quay lại được không? Do nó còn say ke thôi. Bọn này, cỡ này nó giỡn, nó quậy tối ngày luôn á. Đấy, lúc nào nó cũng giỡn nha. Ở nhà mình mọi người thấy nó không còn chiếc dép nào vòng vòng đây luôn. Con này tha vô cái gốc cây cảnh, con này tha chỗ này chỗ kia, nó xa xà bách nha. Rồi chắc nó ấy rồi, mình đi nấu đồ ăn cho nó đây. Đây mình sẽ xin tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại mọi người trong cái clip tiếp theo nha. Rồi mình sẽ xin tạm dừng clip đây, bye bye. Còn là mọi người để đi nấu cho nó một miếng đồ ăn coi. Cái đồ ăn này mình sẽ đổ nha, không có giữ cho nó ăn lại nha.